xử lý và một cái loại thần dược. Hi, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình trở lại với lại các em mèo. Do thời gian vừa qua mình có một chút việc bận gia đình cho nên mình không thể quay tí những cái khoảnh khắc của các bé. Thì bây giờ mình đã có thời gian lại và bây giờ mình sẽ quay tiếp tục các bé mèo của nhà mình các bạn nhé. Thì hiện tại các bé mèo của mình được 21, 22 ngày rồi. Thì các bé đã khá là lớn so với những cái đoạn clip trước. Thì bây giờ bé cũng đã to rất là to luôn. Thì các bé cũng được 22 ngày rồi. Thì hôm nay mình cũng có đọc một comment, có một bạn hỏi mình là nếu như các bé mèo bị viêm mắt, bị kiểu như là gàn đóng kín mắt luôn, không có mở mắt ra được, thì phải trị và xử lý như thế nào. Thì hôm nay mình cũng hướng dẫn cho các bạn cái cách xử lý và một cái loại thần dược. Mình nói nôm na thôi, một loại thần dược. Nhưng mà những bé bị gàn và những cái bé mà bị viêm mắt á, thì thường thì mình sẽ sử dụng cái loại thuốc tetracycline này, loại thuốc tetracycline này và một cái loại thuốc nhỏ mắt khác nữa. Thì thuốc nhỏ mắt đó thì mình không có ở đây, nhưng mà mình sẽ để một cái hình ở trên cho các bạn sử dụng đối với những cái bé mà bị những cái bọng mắt, giống như là cái mắt mà các bạn banh ra mà nó có cái bọng ở trong á, thì sẽ sử dụng cái thuốc nhỏ mắt đó thì mình thấy nó cũng hữu hiệu. Và mình cũng sẽ liệt kê cho các bạn một số cái loại thuốc mà mình hay sử dụng để cho các bạn tham khảo cũng như là sử dụng xem coi như thế nào. Và các bạn nên lưu ý một vấn đề khi mà chúng ta sử dụng thuốc nhỏ mắt cũng như là những cái thuốc kháng sinh khác. Thực sự mà thuốc nhỏ mắt cũng là một trong những cái loại thuốc kháng sinh thôi, nó có kháng sinh và không có kháng sinh. Thường thì nếu như mà quy định của về sử dụng kháng sinh á, thì khi mà sử dụng 3 đến 5 ngày nếu như mà không hết thì chúng ta phải ngưng ngay và đổi loại thuốc khác, hoặc là đi bác sĩ, đi những cái thú y, cơ sở thú y có uy tín để mà điều trị các bạn nhé, để tránh bị lờn kháng sinh. Nếu như bị lờn kháng sinh rồi thì rất khó điều trị nữa. Và nếu như mà các bạn nên tìm hiểu xem một số cái pet shop, một số cái phòng khám thú y uy tín để mà có thể là đến để mà trao đổi cùng với bác sĩ để mà tìm ra những cái hướng điều trị tốt nhất cho các bé mèo các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ bắt một bé lên để mà mình bôi thuốc, và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cái cách bôi thuốc vào mắt của bé như thế nào và xử lý như thế nào để cho trong quá trình mà bôi thuốc cho các bạn cũng hình dung ra được cái cách bôi thuốc như thế nào các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ các bé mèo của nhà mình không có bị gàn dính cứng mắt, thì mình sẽ bắt bé lên và mình sẽ nói cho các bạn biết là cái cách mình làm như thế nào các bạn nhé. Đây, mình sẽ ví dụ một bé này của mình, bé này của mình. Thì bé này của mình mắt không có bị vấn đề gì hết. Thì nó sẽ thường thì những mấy màu con nó có những cái vết gàn ở đây thì rất là bình thường thôi. Đến lên một chút xíu thì các bé sẽ hết thôi. Thì bây giờ nếu như các bạn mà có những cái bé mà dính cứng mắt như vậy luôn á, thì mình sẽ dùng nước muối. Mình sẽ dùng nước muối sinh lý này để mình lấy nét nhé. Mình sẽ dùng nước muối sinh lý này, mình sẽ thấm vào, nhỏ vào vào cái chỗ bị gàn đó, và mình làm mình dây cái mắt, xoay tròn cái mắt. Mình xoay tròn cái mắt. Bé này bú và mình sẽ ẵm một bé khác lên nhé. Đây, bé này đang thức nè. Đây. Mình sẽ dây tròn, ví dụ như mình sẽ dây tròn, dây như vậy nè. Thì khi mà như vậy thì cái gàn xung quanh mắt bé sẽ rớt ra, và mình sẽ nhỏ mắt. Mình nhỏ mắt các bé còn nhỏ thì cái độ vùng vẫy của các bé cũng không
không có quá là mạnh cho nên mình cũng có thể làm một tay. Thì bây giờ mình nhắm mắt xong rồi mình sẽ dây dây như vậy để cho vệ sinh mắt, và sau đó mình sẽ lấy một khăn giấy mình giò mềm, sau đó mình sẽ thấm vào cái khóe mắt đây, đây thấm mắt. Bây giờ mình sẽ làm ví dụ luôn hai mắt cho bé nhé, đó, và mình sẽ dây. Mà cái mục đích dây làm cái gì? Dây để cho các bé, có những cái bé nào thường mình thấy cái bé mèo á, nó có cái khả năng là nó nhắm mắt lại rất là chặt. Nhiều khi mình nhỏ thuốc nhưng mà thuốc không vào được, sau mà cái nó lắc cái nó, thuốc nó văng ra hết. Thì chính vì như vậy mình phải dây. Và mình nếu như mà các bạn nhỏ thuốc á, nhỏ mà thuốc kháng sinh hay là những cái thuốc nhỏ mắt á, thì các bạn cũng nên nâng cái mí lên một chút để cho cái thuốc nó thấm vào trong cái mí mắt đó, thì thuốc nó mới đạt được hiệu quả cao nhất các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ sử dụng cái loại thuốc như mình nói là tetracycline này. Thì như các bạn biết á, thì cái thuốc này á, nó là có một cái đầu đỏ, cái đầu đó giống như vậy. Thì khi mà các bạn gung tay hay là như thế nào đó, bạn vô tình bắt đụng vào mắt á của các bé thì rất là nguy hiểm. Thì chính vì như vậy mình sẽ dùng một cái miếng khăn giấy mình gấp lại, mình gấp làm sao cho cái góc nó không có quá nhọn các bạn nhé, cho một cái góc nó hơi tù một chút. Đây, gấp như vậy, sau đó mình sẽ bôi cái kem vào trong cái đầu đó, bôi kem một lượng vừa phải, và sau đó mình sẽ bôi vào cái khóe mắt ở ngay cái chỗ khóe mắt của các bé đó. Đối với cái bé mình này, đâu rồi ta, đây bé này đúng rồi. Thì bây giờ mình sẽ bôi vào mắt này, các bạn xem nhé, mình sẽ bôi vào cái khóe mắt và sau đó mình sẽ kéo dứt ra luôn, thì các em sẽ không có bị vấn đề gì hết. Đây, cái này nó hơi ấy. Đây, nó vô trong mình các bạn đúng không, nó vô trong mình sẽ dây một chút, thì cái mắt nó sẽ hết, cái mắt nó sẽ đều ra thì nó sẽ hết. Và tiếp tục bây giờ mình sẽ làm cái mắt tiếp theo các bạn nhé. Đây, mình muốn cho các bạn thấy mà cái ánh đèn nó không có được tốt lắm. Vậy là cái mình sẽ dây mắt như vậy đó. Rồi sau đó thì các bạn lưu ý thì nếu như mà bôi với những bé mèo lớn á, thì cái kem này nó có một cái lớp giống như một cái lớp mỡ vậy, như cái tên thuốc là thuốc mỡ cha mắt á. Thì khi mà bôi vào thì nó sẽ bị mờ cái con mắt của bé, nhưng mà không sao các bạn nhé, cái đó nó giống như một lớp mỡ để mà thuốc, cho nên các bạn cũng đừng có lo. Và cũng hạn chế bôi, mà mình có thể là mình xem cái nhu cầu sinh hoạt của bé như thế nào, mình bôi cái canh những lúc mà bé ngủ á, bôi xong rồi bé có thể bé đi ngủ á, thì cũng sẽ làm giảm cái việc mà di chuyển bị mắt bị mờ, thì cũng gây cái cảm giác khó chịu cho các bé mèo các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ làm tiếp thêm một bé nữa để cho các bạn xem nhé. Bây giờ mình sẽ bắt bé trắng này đây. Và rồi các bạn lưu ý là khi mình làm như vậy á, mình cũng tránh xử lý là mình dùng cùng một cái khăn giấy, miếng giấy để mà mình bôi cho các bé. Nhiều khi mình sợ lây á, cho nên các bạn có thể là mình sẽ sử dụng một cái miếng giấy khác để mà các bạn để bôi vào mỗi một bé. Mình sẽ thay một miếng giấy khác các bạn nhé. Bây giờ mấy con mình thôi lạnh hơn là nè. Bên này thì mắt bé nó giờ đó. Mình cũng khơi cái dơ này ra luôn để tránh bị vệ sinh mắt luôn các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ
lấy cái thuốc giống như là mình nói. Rất là đơn giản các bạn nhé. Quán nào rồi, bây giờ mình sẽ bôi vào mắt bé nhé. Mình sẽ dây như vậy này là sẽ được các bạn nhé. Và tiếp theo là cái mắt thứ hai. Rồi các bạn cũng có thể cho nhiều hơn để mà thuốc nó thấm vào trong mắt các bé mèo của mình các bạn nhé. Thì cái này theo mình thấy là nếu như các bé mèo mà bị gàn mắt thôi á, nếu như chỉ bị gàn mắt thôi á thì sẽ trị rất là hiệu quả. Nếu như các bạn cảm thấy là video này giúp ích được cho các bạn, hoặc là các bạn trong quá trình nuôi các bạn có thấy thắc mắc những cái vấn đề nào đó, thì hãy comment những cái trong những cái clip của mình để mình xem và mình trả lời cho các bạn. Còn nếu như mà những cái chủ đề nào mà mình thấy mình có thể làm clip được, mình sẽ làm chia sẻ cho các bạn luôn.